Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Siêu bão Solanuo đang đến gần. Kính thưa quý vị khán giả, khoảng 11 giờ sáng ngày hôm nay, cơn bão số 11 năm nay Solanuo một lần nữa mạnh lên cấp siêu bão, từng bước tiến gần. Trung Quốc đã bước vào thời kỳ ảnh hưởng chính của bão Solanuo. Mặc dù Solanuo không đổ bộ vào Trung Quốc nhưng hoàn lưu của nó rất lớn, kết hợp với không khí lạnh, mưa gió sẽ ảnh hưởng trên diện rộng như Hoa Đông và cả Đông Bắc Trung Quốc. Phóng viên được biết từ Trung tâm Ứng dụng Vệ tinh Biển Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên hôm nay, từ ngày 1 đến ngày hôm nay, Haiyang 1, Haiyang 2 và các mạng đa vệ tinh khác đã được triển khai để thu được đám mây bão Solanuo, hình ảnh viễn thám về kiến trúc và sự thay đổi đường đi. Từ ảnh viễn thám thu được từ quan sát mạng lưới trên và dưới của vệ tinh Haiyang 1 C và D, bão Solanuo có đặc điểm là đường đi phức tạp, thường xuyên thay đổi, cường độ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Mắt bão có thể nhìn rõ từ bản đồ ảnh viễn thám thu được, đường kính mắt bão lên tới 42 km. Theo dự báo, Solanuo sẽ di chuyển lên phía Bắc với tốc độ 15-20 km/h, cường độ mạnh dần lên, áp sát dần vào vùng biển phía Đông Bắc Chiết Giang và sẽ di chuyển theo hướng Bắc từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai tại vùng biển ven biển Chiết Giang. Và vào ngày mai, nó bắt đầu chuyển hướng về phía Đông Bắc vào buổi sáng theo giờ Nhật Bản và có xu hướng đi về phía Nam bán đảo Triều Tiên tới biển Triều Tiên. Bị ảnh hưởng bởi bão Solanuo sẽ có gió mạnh và mưa mạnh dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc và sẽ có mưa bão lớn ở phía đông bắc Chiết Giang. Ngoài ra, không khí lạnh thường xuyên ở phía bắc cũng sẽ khiến lượng mưa ở Hoa Bắc, Đông Bắc Trung Quốc và các nơi khác tăng lên. Vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, Trung tâm Giám sát và Dự báo Đại dương tỉnh Chiết Giang đã ban hành báo động đỏ về sóng và báo động vàng về chiều cường theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa biển. Sẽ có mưa to nhiều hơn, gió giật ở một số vùng biển có thể lên trên cấp 17. Bị ảnh hưởng bởi bão Solanuo, đã có gió và mưa rõ ràng dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc kể từ ngày đầu tháng. Lượng mưa ở phía bắc Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Nam Giang Tô và những nơi khác đã tăng lên đáng kể và mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn đã xảy ra. Phía đông Sơn Đông và Nam Liêu Ninh cũng hứng chịu lượng mưa lớn dưới ảnh hưởng kết hợp của quá trình vận chuyển hơi nước của bão và sự di chuyển về phía đông của dãy cao phía bắc. Và mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở Uy Hải, Dung Thành và những nơi khác. Từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, ở đông bắc Chiết Giang và bắc đảo Đài Loan có mưa to đến rất to. Trong đó có mưa to cục bộ từ 100 đến 120mm ở Đông Bắc Chiết Giang. Ngoài ra cũng sẽ có mưa lớn từ 25 đến 40mm ở Nam Liêu Ninh và Nam Cát Lâm. Vào ngày mai, bão Solanuo di chuyển về phía Đông Bắc và ảnh hưởng đến lượng mưa ở các khu vực ven biển phía Đông suy yếu. Tuy nhiên, do vẫn còn hơi nước ở phía đông của đất liền nên sẽ có một số khu vực ở Đông Bắc Nội Mông, Hắc Long Giang và Đông Cát Lâm mưa to, mưa xối xả cục bộ. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo dưới ảnh hưởng của nó, trong 3 ngày tới sẽ có gió mạnh cấp 9, 12 ở phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông, vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, bờ biển Chiết Giang, bờ biển Thượng Hải và bờ biển Đông Nam Giang Tô. Sức gió trên mặt biển gần tâm bão đi qua là cấp 13 đến cấp 16 và gió giật mạnh có thể đạt trên cấp 17. Hiện tỉnh Chiết Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với thảm họa địa chất. Hơn 11.600 tàu cá đang hoạt động trên biển đã về cảng, hơn 670 tàu đánh cá và tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động. Chiều ngày hôm qua, tàu chở khách Shanghai Chongming Sundown và tàu khách Yanchang đều đã ngừng hoạt động. Tàu và phà du lịch sông Hoàng Phố sẽ thực hiện các biện pháp như tạm dừng và trú ẩn tùy theo tình hình. Tổng cộng 796 tàu đã được sơ tán từ cửa sông Dương Tử và vùng nước Dương Sơn, trong đó khu vực thuộc quyền tài phán đã được neo đậu để tránh gió là 332 tàu. Ngoài ra, Cục Giáo dục Ninh Ba, Yosan và Ôn Châu đã ban hành thông báo khẩn cấp bị ảnh
hưởng bởi siêu bão Solanuo. Tất cả các trường học, tiểu học, trung học, mẫu giáo và các cơ sở đào tạo ngoài trường công lập trong thành phố sẽ tạm dừng các lớp học trong một ngày và ngày mai. Các lớp học có bị tạm dừng trong thời gian tới hay không, việc này sẽ được quyết định sau khi tham khảo và thảo luận tùy thuộc vào ảnh hưởng của cơn bão. Bộ Quốc phòng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với bão lũ lên cấp 3. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cho biết từ Bộ Quản lý Khẩn cấp vào ngày hôm qua rằng, theo quan điểm của Bộ, cơn bão số 11 năm nay Solanuo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước Trung Quốc. Cơ quan quốc phòng sẽ ứng phó với công tác kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp bão của tỉnh Chiết Giang vào cùng ngày, nâng cấp lên cấp 3 và sắp xếp công tác phòng chống bão. Tin cho hay, lúc 9 giờ ngày hôm qua, tâm bão Solanuo ở trên vùng biển phía đông Đài Loan cách đảo Chu Gia Giới, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 800 km về phía đông, di chuyển vào biển Hoa Đông về đêm và có thể mạnh lên thành siêu bão cấp 5, tiến dần vào vùng biển ven biển phía đông bắc Chiết Giang. Từ đêm ngày hôm nay đến sáng ngày mai, nó sẽ di chuyển theo hướng bắc trên vùng biển ven biển Chiết Giang rồi chuyển dần sang phía bắc, phía đông bắc vào rạng sáng ngày mai. Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp nhấn mạnh, bão Solanuo có đặc điểm đường đi phức tạp hay thay đổi có khả năng tăng cường thêm, ảnh hưởng lâu dài, diện rộng. Cần thực hiện nghiêm túc hệ thống và phòng chống lụt bão các cấp, siết chặt hệ thống trách nhiệm người điều hành và hệ thống trách nhiệm phòng chống lụt bão các cấp thực hiện giám sát, kiểm tra ở tuyến đầu, tăng cường nghiên cứu và nhận định chung với khí tượng, tài nguyên và các bộ phận khác, theo dõi chặt chẽ diễn biến và diễn biến của bão, kịp thời đưa ra thông tin cảnh báo sớm, cần triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão trên biển một cách chi tiết theo danh mục sổ cái, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác đưa tàu về cảng trú tránh bão, sơ tán người khai thác vào bờ, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi và người quay trở lại tàu khi chưa cho phép, cần điều tra về đất đai và các nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt chú ý, những nơi dễ bị sạt lở có các biện pháp gia cố, bảo vệ, cảnh báo trước, đề phòng các tai biến địa chất như lốc xoáy, lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn, kịp thời đóng cửa du lịch ven biển, các danh lam thắng cảnh, bãi tắm và các địa điểm khác. Tổ chức sơ tán khách du lịch và có biện pháp kiểm soát phù hợp, phải kiên quyết, quyết liệt làm tốt công tác di chuyển người để tránh nguy hiểm, nghiêm túc di chuyển số người bị đe dọa trong các khu vực nguy hiểm và đặc biệt tăng cường cảnh báo các hộ kinh doanh, khách nước ngoài, lao động nhập cư, khách du lịch, chủ động phòng tránh thiên tai, cần tăng cường báo cáo thông tin về tình huống nguy hiểm lớn và thảm họa để đảm bảo đưa ra cảnh báo kịp thời và chính xác. Hiện hai đoàn công tác của Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã hỗ trợ, hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão tại các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. Bộ Giao thông Vận tải phát động ứng phó cấp 3 phòng chống bão số 11 Solanuo. Theo diễn biến của cơn bão số 11 năm nay Solanuo, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp công văn vào chiều ngày hôm qua và nâng cấp độ 4 ứng phó với bão lên cấp 3 vào lúc 17 giờ ngày thứ ba. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trên cơ sở phòng ngừa, tăng cường cảnh báo sớm, sàng lọc phòng ngừa, kịp thời tổ chức sơ tán người khai thác biển để tránh rủi ro, sơ tán càng nhiều càng tốt, nêu rõ các vùng nước trọng điểm, tàu trọng điểm, tổ chức hàng hải, tàu thuyền lựa chọn vùng nước kín gió một cách khoa học để tránh tàu neo đậu, sơ tán, tránh xảy ra tai nạn như mắc cạn, va chạm, tăng cường kết cấu hạ tầng, đường cao tốc, bến cảng, đường thủy, các biện pháp phòng chống lụt, gió bão cho các công trình đang thi công, tăng cường điều tra các nguy cơ tiềm ẩn, tổ chức cán bộ điều chuyển kịp thời tránh rủi ro, tăng cường giám sát vận hành mạng lưới đường bộ, hướng dẫn đi lại, kịp thời thực hiện tiếp cận khẩn cấp. Đặc biệt làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, vận chuyển hóa chất độc hại, thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan để tạm dừng công việc, ngừng hoạt động theo điều kiện thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực 24/24 giờ, tăng cường chỉ đạo lịch trực, thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp kịp thời, nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân để đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm nay Solanuo đối với sự an toàn của tàu thuyền và giao thông đường thủy. Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đã phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống bão cấp 4 vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua. Tính đến chiều ngày hôm qua, phà chở khách Chongming Sandao và phà chở khách Yansan đều đã tạm dừng hoạt động, trừ phà Changheng.
tổng cộng 796 tàu đã được sơ tán khỏi cửa sông Dương Tử và vùng biển Dương Sơn, trong đó có 332 tàu được neo đậu tránh gió bão. Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đang tăng cường hơn nữa việc bảo vệ các tàu cỡ vừa và nhỏ, tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, cũng như tàu không có lực, tàu neo đậu dài ngày và các tàu khác không đủ sức cản gió ở cửa sông Dương Tử, Dương Sơn và các vùng nước ven biển khác. Hơn 200 tàu đã được sơ tán khỏi vùng biển của cảng Dương Sơn. Kiểm tra tại chỗ, nắm chắc tình hình các tàu trong nước, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị, tàu có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống bão càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, trong phạm vi quản lý của Cục An toàn Hàng hải cảng Dương Sơn, các tàu có trọng tải từ 500 trở xuống, có sức cản sóng và gió thấp sẽ thực hiện nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cấm và hạn chế. Tại cảng Yan San, nơi có sản lượng hàng năm hơn 20 triệu TEU, tất cả các tàu trung chuyển bên trong có trọng tải và cỡ tàu tương đối nhỏ đã được sơ tán đến vùng biển an toàn để trú ẩn và đang theo dõi chặt chẽ đường đi, xu hướng phát triển của bão, thống nhất thời gian xuất bến của các tàu container đi quốc tế. Vùng biển dọc theo bờ biển phía tây nam của đảo Trường Minh và vùng biển của hành lang Trường Sa là những khu vực có mái che truyền thống cho tàu bè trong vùng biển của cảng Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi bão. Hơn 260 tàu đã đến hai vùng biển này đã neo đậu tránh gió bão. Các nhân viên của Cục An toàn Hàng hải Trường Minh đã lập hồ sơ đặc biệt về khu vực tránh trú tạm thời cho tàu để kịp thời theo dõi nơi ở và động thái của tàu, hướng dẫn tàu neo đậu hợp lý, giám sát thứ tự neo đậu theo thời gian thực, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và ngăn ngừa sự cố mất neo, đứt dích. Về triển khai lực lượng khẩn cấp trong công tác phòng chống bão lần này, Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đã tăng cường triển khai lực lượng khẩn cấp tại các khu vực trọng yếu như vùng nước cầu, khu neo đậu và vùng biển tập trung tàu neo đậu trong bão. Hiện 2 tàu cứu nạn chuyên nghiệp, 104 tàu lai dắt xã hội, 25 tàu cứu hộ và 38 tàu thu dọn trong khu vực của lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã sẵn sàng ứng phó. Lời khuyên phòng ngừa: cơn mưa xối xả sắp tới và nhiều người có khả năng bị mắc kẹt, do đó hãy giữ lại hướng dẫn phòng ngừa rủi ro khi bạn đi vắng. Cố gắng chọn đường chính có khả năng thoát nước tốt hơn và đường chính của đường vành đai. Nếu phát hiện thấy bánh xe bị trượt hoặc trùng xuống, không được đạp mạnh ga và lái xe ra khỏi vùng nước với sự hỗ trợ của người khác mà không cần tắt máy. Không dừng xe ở những nơi trũng thấp. Nếu chẳng may xe xuống nước và tắt máy thì không nên nổ máy trở lại, kiên quyết bỏ xe di chuyển đến khu vực an toàn để chờ cứu hộ. Nếu bạn bị kẹt trên tàu điện ngầm, hãy giữ bình tĩnh và đừng hoảng sợ. Không gian tàu điện ngầm bị đóng cửa, tâm trạng căng thẳng sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn, lượng oxy tiêu thụ tăng mạnh, đồng thời thở ra một lượng lớn khí carbonic, không khí trong xe cũng loãng hơn. Bạn cũng nên gọi cảnh sát để được giúp đỡ càng sớm càng tốt và làm rõ vị trí chính xác của bạn bị mắc kẹt. Trong trường hợp khẩn cấp, những người bị mắc kẹt cần chủ động tự cứu mình và giúp đỡ nhau một cách tích cực và hiệu quả. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.